khoảng 100 triệu năm trước, những sinh vật này vẫn đang tập bay. Cơ mà khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ không nói về khủng long, mà sẽ đi xa hơn về quá khứ, khoảng khắc mọi thứ bắt đầu, thời điểm mà trái đất được sinh ra. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lẻn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyến tàu thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về liên đại đầu tiên của trái đất, liên đại Hadean hay liên đại Hỏa Thành. Thuyết tinh vân, Nebular Hypothesis. Thuyết tinh vân là một lý thuyết về sự hình thành của các ngôi sao và hệ hành tinh. Theo giả thuyết này, ngôi sao mà chúng ta ai cũng biết chính là mặt trời, với các hành tinh xung quanh nó được hình thành từ một đám mây khí và bụi, được gọi là tinh vân mặt trời, Solar Nebula. Ban đầu, đám mây này là một khối hỗn loạn, nhưng dần dần, dưới sự tác động của lực hấp dẫn, nó bắt đầu co lại và quay nhanh hơn, hình thành một đĩa phẳng xoay quanh trung tâm. Phần lớn vật chất tập trung vào trung tâm, hình thành trong vùng hình đĩa và tại trung tâm ấy, tạo thành các ngôi sao. Các hạt vật chất khác trong đĩa bắt đầu va chạm và kết tụ lại với nhau, tạo thành các tiểu hành tinh và hành tinh. Hệ mặt trời. Như mọi ngôi sao khác, mặt trời được hình thành từ tàn tích của một ngôi sao khổng lồ đang sắp đi tới hồi kết và bắt đầu nổ tung. Từ vụ nổ đã hình thành các tinh vân, đám mây vật chất khổng lồ chứa đựng khí hydro, khí heli và nhiều vật chất khác. Bằng các máy quay chụp chuyên ngành, chúng ta có thể xem được hình dạng của các tác phẩm tuyệt đẹp này. Sau khi được giải phóng, các đám mây vật chất đó chịu tác động của trọng lực và bắt đầu đến bên nhau, kết hợp thành những khối mây khổng lồ. Và sau nhiều trăm triệu năm, các hạt tinh vân bị hút vào tâm, bắt đầu xoay quanh nhau và tạo ra nhiệt lượng, đẩy áp suất vùng trung tâm lên cao. Và khi sức nóng đến một giới hạn nhất định, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ ra đời. Phản ứng này biến hydro thành heli, giải phóng năng lượng tạo ra nhiệt lượng lớn đi kèm với ánh sáng. Không chỉ dừng ở đó, khối mây vũ trụ khổng lồ đó cũng chứa đựng đủ vật chất để tạo ra môi trường trọng lực riêng, hấp dẫn những thiên thạch xung quanh lại gần mình hơn. Những khối vật chất khổng lồ bị hút vào trường trọng lực và vào nhau, nguyên lai nhờ sức ép của trọng lực và dần dần trở thành các hành tinh, các tiểu hành tinh, các mặt trăng. Cùng với nhau, chúng tạo ra một thứ chung gọi là một hệ hành tinh. Vào khoảnh khắc đó, mặt trời và những đứa con của nó đã ra đời. Các hành tinh ra đời. Các hành tinh trong hệ mặt trời không phải là những thực thể ngẫu nhiên xuất hiện, mà chúng là kết quả của hàng triệu năm biến đổi và tương tác trong không gian vũ trụ. Quá trình hình thành các hành tinh bắt đầu từ một đám mây khổng lồ, gồm khí và bụi, mà các nhà thiên văn học gọi là tinh vân. Tinh vân này dưới sự tác động của lực hấp dẫn, bắt đầu co lại và quay nhanh hơn, dần dần hình thành một đĩa phẳng, xoay quanh một ngôi sao trẻ ở trung tâm, hay còn gọi là đĩa tiền hành tinh. Trong đĩa này, các hạt bụi nhỏ bắt đầu va chạm và kết tụ lại với nhau nhờ lực tĩnh điện. Quá trình này không ngừng diễn ra, khiến các hạt bụi ngày càng lớn dần, cuối cùng hình thành nên các vật thể lớn hơn, gọi là tiểu hành tinh. Tiếp theo, các tiểu hành tinh này tiếp tục va chạm và kết tụ, trở nên đủ lớn để lực hấp dẫn của chúng thu hút thêm vật chất xung quanh. Qua thời gian, chúng phát triển thành các tiền hành tinh, những thực thể có kích thước và khối lượng đủ lớn để trở thành hành tinh sau này. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là nhiệt độ trong đĩa tiền hành tinh. Ở gần ngôi sao trung tâm, nhiệt độ rất cao, chỉ cho phép các vật liệu chịu nhiệt như kim loại và silicat ngưng tụ. Điều này dẫn đến sự hình thành của các hành tinh đá như trái đất và sao hỏa. Ngược lại, ở những vùng xa hơn, nơi nhiệt độ thấp hơn, các phân tử khí nhẹ như hydro, heli, methani và nước có thể ngưng tụ, dẫn đến sự hình thành của các hành tinh khí khổng lồ như sao mộc và sao thổ. Sau khi các hành tinh hình thành, chúng bắt đầu hút các vật chất còn lại trong quỹ đạo của mình. Quá trình này giúp các hành tinh trở nên ổn định hơn, tạo ra một hệ mặt trời với các quỹ đạo rõ ràng và mỗi hành tinh có những tính chất độc đáo riêng biệt. Trái đất sơ khai. Vào khoảng 4 tỷ 500 triệu năm trước, từ muôn vàn vật chất tích tụ và va chạm với nhau, hành tinh của chúng ta, trái đất sơ khai được hình thành. Cùng với trái đất, 20 hành tinh sơ sinh khác cũng được hình thành từ sự kiện tạo ra hệ mặt trời. Bề mặt của trái đất lúc đó giống như địa ngục trong các bộ phim Hollywood, nó rực cháy, một nơi không có nước, không có oxygen, cả hành tinh ngập trong khí độc từ các núi lửa. Vì thế mà giai đoạn này người ta được gọi là Hadean Eon, nghĩa là liên đại hỏa thành. Cái tên Hadean được đặt tên theo thần Hades, anh của thần Zeus, ông cai quản âm phủ của người chết và địa ngục rực cháy Tartarus, nơi giam cầm các Titan. Họ là ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác của cả Hades và Zeus. Vào lúc hệ mặt trời mới hình thành, số lượng hành tinh hay tiểu hành tinh còn rất nhiều. Vì mới hình thành
nên độ ổn định của chúng là khó đoán. Rồi cái gì cũng tới, việc số lượng nhiều cộng với thiếu ổn định, tỷ lệ các hành tinh gặp nhau trong hành trình của chúng là rất cao. Trong số 20 hành tinh anh em của trái đất sơ khai, có một hành tinh có kích thước bằng sao Hỏa thời nay. Nó tên là Thea. Thea trong thần thoại Hy Lạp là nữ Titan đại diện ánh sáng. Giữa vũ trụ mênh mông, hành tinh non trẻ Thea đến, một chuyến thăm không báo trước. Thea đến phá tan địa ngục rực cháy trên trái đất. Thea đến để mỗi khi nhìn lên trời, chúng ta sẽ nhìn di sản mà Thea để lại cho trái đất là lớn đến nhường nào. Sự kiện Thea và trái đất gặp nhau sẽ có trong tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn các bạn trong video sắp tới về Liên Đại Hỏa Thanh nha. Bye bye!